Thì hôm nay là em Hùng Linh, cô Hùng Linh cùng với các bạn về tới Sài Gòn, và mới hôm qua thì cũng giống vậy, sáng nay là đã có mặt ở đây. Thì Linh đóng vai trung gian, là một cánh tay trung gian để nối cái tình thương đó. Thì dù anh Hiệp có nói là anh đã mãn cái nhiệm kỳ, thì sau này nếu mà gặp được những cái tình thương mới của tinh thần của các người quen đó, thì cũng sẽ đến hội chúng ta để giúp cho các bà con chúng ta có những cái niềm vui nho nhỏ như hôm nay. Thì hôm nay cũng xin nói để rõ thôi, là trong nhóm em Phụng Linh sẽ tặng cho bà gia đình, sẽ tặng cho bà con mỗi quý vị là một món quà, là một thùng mì và kèm theo một phong bì, trong đó có cái số tiền nhỏ nhỏ là 500.000 cho bà con đi xài chú tỉnh. Đó là vài lời thăm hỏi đến bà con. Thì bây giờ chắc chuyển lời cho em Phụng Linh đây để em nói vài câu cũng như là có một cái phần. Kính thưa anh chị, cô bác, cảm ơn các cô bác đến những quà của tụi con ở trong nước và ngoài nước hỗ trợ một cái niềm vui cho đến mọi người.